Thành công ở Amway đó là hành trình, và Platinum là cột mốc vô cùng quan trọng trong hành trình ấy. Chính vì vậy, mỗi năm ban giám đốc và Triều luôn tìm kiếm những trải nghiệm mới như là một món quà gửi tặng cho tất cả các anh chị để đánh dấu cột mốc vô cùng quan trọng ấy. Đà Lạt không chỉ là điểm đến thú vị, mà khi đi với Amway, các anh chị còn có những trải nghiệm tuyệt vời hơn thế nữa. Đến với hội nghị kinh doanh dành cho lãnh đạo Platinum mới, các anh chị sẽ nhận được những giá trị vô cùng tuyệt vời. Thứ nhất đó là kiến thức kinh doanh, thứ hai là kỹ năng lãnh đạo, và thứ ba đây là cơ hội để cho chúng ta gặp gỡ toàn bộ nhân viên của Amway cũng như tất cả các nhà phân phối lãnh đạo trên toàn quốc. Hơn hết, tất cả các anh chị là những người xứng đáng được hưởng những đặc quyền này. Đi với ai không quan trọng, mà quan trọng đi cùng với Amway. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị tại hội nghị dành cho Platinum mới năm 2021.